Trong phiên giao dịch thị trường chứng khoán ngày 5 tháng 12 cho thấy khối ngoại bán ròng đột biến trên sàn HOSE với tổng giá trị lên đến gần 1.555 tỷ đồng. Trong khi đó, cổ phiếu LDG đã được giải cứu sau hai phiên giảm sàn, mất thanh khoản trước đó. Khối ngoại bán tháo ồ ạt đã gây áp lực lớn cho thị trường khiến VN Index giảm gần 6 điểm, nhưng số cổ phiếu giảm áp đảo cổ phiếu tăng giá. Nhóm cổ phiếu chứng khoán chìm trong sắc đỏ vì áp lực chốt lời từ nhà đầu tư. Tuy nhiên, mức giảm không đáng kể, chỉ quanh 1%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng nghiêng về sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản xây dựng có sự phân hóa. Riêng cổ phiếu LDG sau hai phiên giảm sàn và mất thanh khoản trong phiên giao dịch, LDG bất ngờ xuất hiện lực cầu lớn với hàng chục cổ phiếu dư bán sàn đã được hấp thụ. Chốt phiên giao dịch, LDG chỉ còn giảm 2,49% từ mức giá sàn, còn 3.130 đồng một cổ phiếu. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index giảm 4,52 điểm, chiếm 0,40%, còn 1.115,97 điểm với 356 mã giảm, 141 mã tăng và 96 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX Index tăng nhẹ 0,03 điểm, chiếm 0,01%, đứng ở mức 231,34 điểm với 63 mã tăng, 99 mã giảm và 66 mã đứng giá. Các cổ phiếu được bán ròng mạnh nhất là SPG gần 188 tỷ đồng, VSM hơn 172 tỷ đồng, VCB hơn 100 tỷ đồng, VNM gần 92 tỷ đồng, VND gần 84 tỷ đồng.